Chào các bạn. Hôm nay chúng ta đề cập đôi nét về một vẻ đẹp khác của Sài Gòn, một khía cạnh độc đáo đã trở thành điểm nhấn riêng biệt, thu hút du khách cùng với những nhà nghiên cứu về xã hội học và nhân văn. Giáo sư Annette Kim và nhóm nghiên cứu không gian đô thị SLAB của Đại học Nam California, nhờ sống ở Sài Gòn từ năm 2010 mà bà Kim đã vỡ lẽ ra rằng cái căn cốt của vỉa hè Sài Gòn không nằm ở lớp bê tông tạo ra nó, mà ở ngay chính những hàng quán, gánh hàng rong, cách sinh hoạt và những câu chuyện mưu sinh đời thường. Theo giáo sư người Mỹ này, Annette Kim, trong cuốn sách viết về đời sống vỉa hè Sài Gòn do nhà xuất bản Đại học Chicago ấn hành năm 2015, thì tại phần đông các nước trên thế giới như Hồng Kông, Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ thường xảy ra các xung đột về lợi ích khi sử dụng vỉa hè. Nhưng riêng với Sài Gòn, dù thành phố này vẫn đang phải đối mặt với thách thức của làn sóng đô thị hóa đang diễn ra trên cả nước, nhưng người dân vẫn luôn hào hiệp và sẵn sàng chia sẻ khoảng không gian này với nhau. Đời sống vỉa hè Sài Gòn còn cho chúng ta thấy không gian công cộng chứa đựng một lối sống đầy thẩm mỹ, nhiều giá trị nhân bản, hợp tác, và khiến cho Sài Gòn trở thành một nơi đáng sống và đáng gắn bó. Giáo sư Kim đã len lỏi giữa những vỉa hè Sài Gòn, quan sát và khám phá ra rằng khoảng không gian nhỏ nơi đây khác biệt và đáng nhớ đến thế nào, bởi nó truyền tải những câu chuyện vừa gai góc vừa nhân ái về thân phận của con người. Như chúng ta đã biết, Sài Gòn là một thành phố của người nhập cư, một nơi mà nhiều người xem là đích đến để tìm cơ hội giải thoát cho sự nghèo khó tại quê nhà. Những người nghèo tha phương cầu thực ấy chấp nhận nhọc nhằn, thử thách để mưu cầu một cuộc sống tốt hơn dành cho con cái của họ. Chính vì lý do đó mà nơi đây có mặt gần như đông đủ 53 dân tộc và đại diện 63 tỉnh thành trên khắp cả nước. Rất nhiều người trong số họ đã khởi nghiệp bằng cách lăn lưng trên vỉa hè của thành phố này. Điều đó đặt ra những thách thức to lớn với các nhà quản lý không gian đô thị của thành phố. Theo dòng lịch sử, với hơn 300 năm hình thành và phát triển, đời sống vỉa hè Sài Gòn di chuyển qua các chế độ và chính thể khác nhau. Từ thành lũy thời phong kiến, đô thị thuộc địa Pháp, thủ đô thời hậu thuộc địa, và đến nay là thành phố xã hội chủ nghĩa. Chính quyền nào cũng muốn ra sức làm sạch vỉa hè với mong muốn bộ mặt đô thị được trật tự, ngăn nắp và văn minh hơn. Những nghị định thay phiên nhau xuất hiện, nhiều nỗ lực từ các cấp, các ban ngành đã được khẩn trương thi hành. Nhưng việc thực thi chúng luôn là một vấn đề nan giải và cho đến giờ này vẫn chưa mang lại kết quả khả quan nào. Trải qua hàng trăm năm, vỉa hè Sài Gòn vẫn bền bỉ níu giữ cái không khí sống động, hấp dẫn, đặc trưng của nó. Dù những người phụ thuộc vào vỉa hè ngày càng chịu nhiều áp lực nặng nề do những giải pháp thay đổi có phần cứng nhắc của chính quyền đô thị và mật độ dân số gia tăng không ngừng, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận rằng không gian vỉa hè chính là nền móng cho đời sống văn hóa và dân sự tại Sài Gòn. Bạn nghĩ sao nếu nói vỉa hè là không gian của lòng nhân ái? Ở Sài Gòn này, phần đông mọi người tỏ thái độ đồng cảm với những người bán hàng ở vỉa hè. Những câu nói dàn xếp bâng quơ, báo động và giả đò làm lơ của hàng xóm
khi có đội trật tự đô thị đi qua dọn dẹp vỉa hè, đã phản ánh sự khác biệt của con người Sài Gòn. Điều đó cho thấy tình nghĩa và sự bất nhẫn của họ dành cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Ngoài ra, người ta còn thấy thú vị vì trên vỉa hè có những dấu ấn kỳ lạ, giống như những điều mà trên tấm bản đồ đã bỏ sót. Annette Kim đã nghiên cứu những không gian của vỉa hè Sài Gòn bằng tư duy của một học giả chính sách công, nhưng chuyển tải chúng dưới góc nhìn của một chuyên gia về nghệ thuật thị giác. Với đời sống vỉa hè Sài Gòn, bà đã giúp ta nhận ra những biểu tượng và thứ ngôn ngữ độc đáo của vỉa hè. Những hình ảnh quen thuộc như một miếng bìa được cắm vào lỗ viên gạch đứng đơn độc trên vỉa hè. Những lớp xe máy được quấn giấy bạc sáng bóng bắt tréo nhau treo trên cột điện. Dưới góc nhìn của giáo sư Kim, chính là vốn từ thị giác vô cùng phức tạp và cũng linh động tiến hóa theo dòng phát triển của thành phố. Điều này làm tôi nhớ đến một tấm bảng chỉ đường do chính người bán áo mưa trên vỉa hè ngay giao lộ Cao Thắng và Nguyễn Thị Minh Khai thuộc quận 3, với nội dung hướng dẫn người qua lại biết địa điểm đến bệnh viện phụ sản Từ Dũ. Anh chàng này ngồi bán áo mưa tại đây. Mỗi ngày có đến 40-50 người đến hỏi đường. Thôi thì trả lời hoài cũng mệt chứ. Anh thơi thở kẻ luôn tấm bảng chỉ đường cho chắc ăn. Một người nghèo bỏ heo đất gom được 700.000 để làm một tấm bảng mà chẳng mang lại lợi ích gì cho anh ta. Sau này anh còn đặt thêm một thùng nước đá bên cạnh dành cho người qua lại uống miễn phí. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, mỗi lần đi ngang chỗ này tôi thấy anh vẫn ngồi đó. Cho đến năm nay, nếu nói Sài Gòn là một thành phố rực rỡ, hoa lệ thì phải cần xem lại. Nhưng Sài Gòn thì vẫn đẹp mãi nhờ rất nhiều người thích làm chuyện bao đồng, điển hình như anh chàng bán áo mưa mà tôi vừa kể. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, giáo sư Annette Kim cho biết phát hiện thú vị nhất về mức độ tin tưởng và hợp tác xã hội diễn ra trên vỉa hè Sài Gòn. Hầu hết những người bán hàng rong chia sẻ rằng các cửa tiệm thường giúp đỡ họ, cho họ dùng điện nước miễn phí, thậm chí cho họ gửi đồ qua đêm. Lý do để giải thích cho sự giúp đỡ này là vì mọi người hiểu rằng những người bán hàng rong cần phải kiếm sống. Thậm chí các cửa tiệm cũng coi những gánh hàng rong là phần bổ sung cho dịch vụ của họ. Ví dụ, các nhà hàng thì phục vụ đồ ăn, còn cà phê thì được bán trên vỉa hè. Lý do khác nữa là người dân thấy sự tiện lợi mà những gánh hàng rong mang lại. Những người bán hàng rong cũng hợp tác với nhau, như trường hợp vài ba người bán hủ tiếu, bán nước giải khát và bán bánh mì, cùng nhau góp chung tiền mua bàn ghế nhựa và linh động về chuyện khách ngồi ở chỗ nào. Tất cả sinh hoạt trên vỉa hè, bao gồm cả buôn bán, chỉ chiếm từ 10 đến 40% không gian, còn để lại khá nhiều chỗ trống cho người đi bộ. Trong khi đó, hoạt động chiếm nhiều không gian nhất lại là đổ xe máy. Trên những vỉa hè thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người cùng chia sẻ không gian cho những hoạt động khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Ở một góc phố, vào lúc 5 giờ sáng, vỉa hè là nơi gặp gỡ của những người tập thể dục, muốn hưởng sự thoáng đãng của khí trời buổi sớm. Sau đó là nơi phục vụ bữa sáng và cà phê. Có một khoảng lặng trước khi vỉa hè lại đông đúc vào giờ ăn trưa. Đến xế chiều, vỉa hè là nơi mọi người ngồi nghỉ, ngắm phố phường hoặc
mua bán. Tất cả những câu chuyện này diễn ra trên một đoạn vỉa hè. Thật kỳ diệu khi ta nhận ra rằng bao nhiêu phần của cuộc sống có thể được nuôi dưỡng trong không gian công cộng khiêm nhường này. Cuộc sống vỉa hè là một trong những ấn tượng sâu đậm nhất mà thành phố Hồ Chí Minh để lại trong lòng du khách. Tôi đã khảo sát du khách quốc tế từ 4 nhóm ngôn ngữ khác nhau, xem họ chia sẻ những gì về chuyến đi tới thành phố. Và 40% những trao đổi là về vỉa hè. Họ yêu thích các món ăn, uống cà phê, trò chuyện với người dân địa phương, ngồi trên những chiếc ghế nhựa và nhìn cuộc sống diễn ra trên vỉa hè. Đô thị Sài Gòn khiến nhiều du khách hồi tưởng về quá khứ, và họ tiếc rằng cuộc sống vỉa hè đã biến mất khỏi quê hương của họ. Nhiều nhà nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng kinh tế vỉa hè là một phần quan trọng của an sinh xã hội. Một số ước tính rằng nền kinh tế vỉa hè cung ứng tới 30% việc làm và lượng thực phẩm cho thành phố. Cũng theo giáo sư Annette Kim, sống ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi biết có những món ăn vỉa hè còn ngon hơn trong nhà hàng. Du khách các nước cho biết điều họ thích nhất ở Sài Gòn chính là cái vỉa hè, đặc thù rất khác với Singapore, Hồng Kông. Tôi mong thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức quản lý vỉa hè cho tốt hơn, phù hợp văn minh đô thị, chứ đừng quét sạch các hàng quán gánh rong. Mỗi hàng quán gánh rong này chiếm một chỗ khiêm tốn trên vỉa hè, nhưng lại là một cuộc đời, thậm chí là nhiều cuộc đời nữa. Cô Kim nói ra những câu này thật thiết tha, và chia sẻ đó khiến ai cũng phải chạnh lòng suy nghĩ. Trên các vỉa hè quận nhất, nơi Annette Kim đã chụp hàng ngàn tấm ảnh, các hàng quán vẫn tấp nập, và phía trên các băng rôn của một chiến dịch trật tự đô thị mới chạy văng văng. Giá như những tấm bản đồ vẽ từ con người, từ cuộc đời kia được trình chiếu rộng rãi hơn, nhiều người Sài Gòn sẽ được thấy rõ hơn cái đẹp mà ngày thường chúng ta thường lướt nhanh qua, không để ý. Những nhà quản lý đô thị sẽ nhận ra cần có những giải pháp gìn giữ trật tự theo cách nhân văn hơn, những quy định hợp lý, hợp tình hơn, những tiêu chí cho đô thị văn minh không cứng nhắc mà đi từ chính những nét đặc thù của Sài Gòn. Giáo sư Kim chỉ ra rằng ở Sài Gòn này, thiết kế đô thị quy chuẩn không hề phù hợp với thực tiễn đô thị. Lấy lý do buôn bán trên vỉa hè gây cản trở giao thông, mất vệ sinh an toàn thực phẩm và làm xấu mỹ quan thành phố, nên ngày càng có nhiều chiến dịch giải tỏa vỉa hè được chỉ đạo sát sao và gay gắt. Nhưng mục tiêu biến Sài Gòn thành Singapore thứ hai thì không bao giờ là chuyện đơn giản. Không chỉ do thiếu năng lực, nhân lực hay là kinh phí, mà chính là vì nét độc đáo của Sài Gòn được cả người dân lẫn khách du lịch đánh giá là nằm trên không gian này. Mất đi vỉa hè nhộn nhịp, hàng quán và những nụ cười thân thiện, thì bạn thấy Sài Gòn có gì khác biệt với những đô thị khác? Thật ra câu hỏi này cũng nên đặt ra với các thành phố khác trên cả nước. Trong 10 năm, 20 năm sau này, làn sóng đô thị hóa, bê tông hóa diễn ra dồn dập vì nhu cầu phát triển hạ tầng, kinh doanh đất đai, địa ốc và xây dựng đang nhấn chìm bản sắc, nét đặc trưng từng địa phương và làm đảo lộn quy hoạch. Riêng với cá nhân tôi, suy nghĩ từ chính bản thân là một người Sài Gòn, bên cạnh những đặc thù mang lại vẻ đẹp tiềm ẩn nói trên, thì không thể không tính đến vỉa hè cũng là nơi diễn ra nhiều tệ nạn nhất.
xả rác bừa bãi do buôn bán hàng rong. Kẻ gian trà trộn, móc túi, giật đồ, buôn bán lừa đảo, chặt chém khách du lịch. Nguy cơ an toàn vệ sinh thực phẩm và hàng tá các tệ nạn khác có thể xảy ra trong không gian hẹp và lộn xộn vì quá đông đúc của vỉa hè Sài Gòn. Chúng ta không thể không nói đến sự thiếu ý thức và văn hóa của rất nhiều người hiện nay đang dẫn đến những tệ nạn làm xấu mặt người Việt trong mắt du khách nước ngoài. Tiêu biểu như trên báo Dân Trí ngày 4 tháng 10 năm 2023 có bài viết: nữ du khách Đài Loan đăng clip tố người bán dừa ở thành phố Hồ Chí Minh chặt chém, có nội dung như sau. Ngày 3 tháng 10, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh nữ du khách người Đài Loan tố chiêu thức chặt chém của người bán dừa hàng rong, khiến cư dân mạng phẫn nộ. Bây giờ tôi đang ở cạnh bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh. Tôi sẽ cho các bạn thấy những người bán dừa ở đây họ lừa khách du lịch như thế nào. Nữ du khách Niu Niu, quốc tịch Đài Loan, mở đầu clip. Cô gái bắt đầu đi dọc các đoạn đường chung quanh bảo tàng, rồi quay cảnh người bán dừa tiếp cận du khách bằng cách nhắc nhở họ hãy cất điện thoại vào túi, hoặc hỏi thăm xem họ đang đi đâu để giả vờ chỉ đường. Sau một lúc bắt chuyện, người bán lấy từ trong thùng xốp ra một trái dừa trắng, báo với Niu Niu giá 150.000 đồng. Trong lúc nữ du khách đang bối rối, người bán dừa nhanh chóng hạ giá xuống còn 50.000. Thấy vậy, Niu Niu bỏ đi. Trên đường tiến vào bảo tàng, nữ du khách này bắt gặp cảnh một người đàn ông đánh giày đang cố kiếm tiền bằng cách làm vệ sinh đôi giày của hai du khách nước ngoài khác. Bên trong bảo tàng, Niu Niu đã gặp lại hai du khách trên. Trong đoạn clip, một trong hai du khách này chia sẻ: họ đã cởi giày của tôi ra, chúng tôi không có thời gian để phản ứng vì đang loay hoay với người bán dừa. Chúng tôi đã mắng họ và đưa cho cậu bé đó 50.000 đồng. Trong khi ban đầu họ ra giá tới 350.000 đồng rồi giảm giá xuống dần dần. Người nữ du khách kể rằng cô cũng bị người bán dừa hàng rong ép mua với giá trên trời. Người bán dừa này ra giá 350.000 đồng nhưng tôi không mua. Họ lại tiếp tục ra giá 300.000 đồng rồi xuống 200.000. Cuối cùng chúng tôi đã mua hai trái dừa với giá 150.000 đồng. Đây chỉ là một hoạt cảnh trong cuộc sống thường ngày trên vỉa hè Sài Gòn. Không ít thành phần xấu, lưu manh đã trà trộn vào đám đông những người mua bán đàng hoàng khác. Một con sâu làm rầu nồi canh. Điều đó khiến môi trường vỉa hè thêm lộn xộn, mất an toàn cho du khách. Điều đó dĩ nhiên càng củng cố quyết tâm phải dẹp bỏ cảnh mua bán chụp giật trên hè phố của nhà chức trách. Thực sự, việc quan tâm đến những người bán hàng rong trên vỉa hè là một vấn đề. Nhưng mặt khác, giải quyết, triệt phá những kẻ lừa đảo, trà trộn vào đó lại không phải là chuyện dễ dàng. Trước năm 1975, cảnh tượng cảnh sát Sài Gòn cầm ma trắc đuổi bắt hàng rong diễn ra thường ngày trên đường phố. Và 50 năm sau, cảnh tượng trật tự đô thị dọn dẹp lòng lề đường vẫn đang tiếp diễn và không hẹn ngày kết thúc. Còn nhiều vấn đề gây tranh cãi giữa nhà nước và người lao động nghèo trên cái vỉa hè. Nhưng thực sự, một bên muốn dẹp bỏ, còn kẻ nghèo thì quyết bám giữ bằng mọi cách, tạo nên hình ảnh phản cảm, không đẹp và gây bất nhẫn trong lòng người chứng kiến. Nhưng không thể nói ai sai, ai đúng hoàn toàn trong chuyện này. Mà nói cho đúng ra, điều ít ai nhận thấy là ngay cả những người chấp pháp, họ cũng rất nhân nhượng, đôi khi mắt nhắm mắt mở cho người mưu sinh tồn tại trên cái vỉa hè này khi không có chiến dịch.
vì thật sự chưa có một giải pháp nào là toàn diện, hoàn hảo và nhân văn. Ngoài ra, tôi còn phát hiện ra một vấn đề lớn hơn mà sẽ nói kỹ trong những bài viết khác. Như ý thức trật tự kỷ luật, tuân thủ quy định luật pháp và cả lòng tự trọng của người Việt rất yếu kém. Đó là nguyên nhân nảy sinh nhiều xung đột không hồi kết trong việc giữ gìn an ninh trật tự nơi đô thị. Làm sao để vẫn gìn giữ được nét đặc trưng hồn phố mà vẫn nâng tầm văn minh đô thị và vẫn tạo được thiện cảm thu hút trong mắt bạn bè thế giới? Đó là một câu hỏi khó, cần những nhà nghiên cứu về văn hóa và quản lý đô thị có trình độ và tâm huyết hiến kế.